đến với kênh Người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 11 tác phẩm Gái họ Vương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tranh thủ buổi sáng ngồi trộn và nắm hết chỗ than để phơi. Thà nhầm tính, ra Tết phải xin cho thằng cu thiện đi mẫu giáo. Sau đó xin học cho con theo diện tạm trú, hộ khẩu nhà bà dì. Tính qua tưởng đơn giản, nhưng để xin giấy tờ và xác nhận riêng việc đi lại đủ khiến cô phải vất vài buổi kiếm tiền ở khu lao động này trộm cắp như danh bởi thế từ trồi cun dễ rách nếu không cất kỹ tất cả sẽ không cánh mà bay nắm xong chỗ than để kịp phơi nắng thà kiên nhẫn ngồi đợi gần khô để cất ngay vào bếp mấy bó củi mới mua được cô đặt quanh bếp lò cho khô nếu để quên ở ngoài sẽ bị người khác nhặt đi ngay. Đã bốn năm kể từ ngày sinh con, nhiều đêm thà vẫn nhớ lại vài lần vụng trộm bên cây gạo. Sợ sợ hãi những hồn ma trong nghĩa trang gần đó khiến cô cứng người. Tuy nhiên, nó không lấn át được dục vọng nhất thời. Sau đó, cô và ông nhanh có thêm nhiều lần tình tự trong đống rơm. Cuối cùng mối tình đó kết tinh ra thằng cu vương thiện. Dù chưa một ngày đưa con về làng Nhưng thả muốn Sau này con mình sẽ dừa nhục cho mẹ Muốn là vậy Nhưng chặng đường trước mặt còn rất xa Cú thiệt bưng bát nước dầu ngô ra đưa cho mẹ Nó nhắc lại lời hứa tuần trước Mẹ nhớ mua cho con một bộ quần áo mới Một chiếc mũ nồi để con diện Tết Dù thương con Nhưng thà hạn chế mua đồ mới cô không muốn cu thiện bị người khác để ý rồi châm trọc như ở làng cuộc sống nơi thành thị khác ở quê mọi người luôn thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến mọi sinh hoạt hình như ai cũng đề phòng cảnh giác cao bởi câu nói tai vách mạch rừng đã ngấm sâu vào nếp nghĩ của từng người chính điều đó khiến họ sống già dối với chính mình và người thân nói chính xác người nào cũng có mặt nạ mỗi khi tới trốn tập thể chiếc mặt nạ chỉ rơi xuống khi họ về đến nhà hoặc ngồi một mình đối diện với lương tâm thà biết cuối ngõ có một ông cán bộ rất to hễ ở nhà bao giờ ông hay mặc chiếc áo đã sờn cổ ông luôn thân thiện hòa đồng cùng mọi người trong tổ dân phố luôn nhận về mình mọi lời khen về tính thanh liêm giản dị đến lúc ông mắc bạo bệnh rồi qua đời khi đó, cả cơ quan lẫn vợ con đều ngã ngửa. Hóa ra, khi đương chức, ông tham mô một số tiền khá lớn. Không những vậy còn quan hệ với người phụ nữ khác. Bao năm, ông có một gia đình riêng tồn tại song hành cùng gia đình chính thức. Tuy vậy, lúc cơ quan tổ chức lễ truy điệu và đọc điếu văn, nghe đến đoạn ca ngợi một cán bộ gương mẫu, trung thủy với vợ con và lý tưởng sắt son, bà vợ đứng phía dưới mềm cười đầy cay đắng. Bởi vì bà đã cạn khô dòng nước mắt Bà khóc Không phải vì xót thương chồng Bà khóc vì bản thân và các con đã bị lừa dối bao năm Nhưng không hề hay biết Đợi cho thà chuyển hết chỗ than vào trong bếp Bà thơm nhắc cháu gái Cuối tuần này Dì cháu mình bắt xe điện vào Hà Đông Nghe mấy bà buôn chuyến nói Trong đó có thầy Tâm Xem bói chỉ tay hay lắm Mày nghe gì Hãy vào đó một chuyến xem sao Đàn bà sống cô độc khổ lắm Rồi sau này muốn đi bước nữa cũng khó Biết người gì lo cho mình Nhưng thà chỉ cầu mong có sức khỏe để kiếm tiền Lo cho thằng cu thiện Mặc dù nhiều đêm trằn trọc không ngủ được Cô vẫn mong được gối đầu vào ngực một người đàn ông cho đỡ cô đơn Cô vẫn còn trẻ Nên mong ước giản đơn đó không phải là quá khó Nhấc đôi quang gánh lên vai Thà giải thích Cuối năm, nhà nào cũng làm thịt gà, thịt vịt. Do vậy, cháu mua được nhiều hơn, chứ kề dọn nhà ai cũng gom đồ cũ để bán cho đồng nát. Cháu nghĩ, dù thầy có xem hay đến mấy, chắc không bằng bản thân mình tự thân vận động. Nhìn theo bóng thả đi ra ngoài đường, bà Thơm gọi cu thiện lại cho cái kẹo chuối. Sau đó bà nói với cu cậu, Mẹ mày vô sư, vô sách, nên con khổ, ộ cầm mấy con cá mè được chia nhưng bà bổng không vui bởi giá như hợp tác xã chia dịp sát tết lúc đó bà sẽ có nồi cá kho ăn vào dịp tết do trên huyện về thu mua sớm nên bà con xã viên đành nhận phần ăn trước đến ngày cận tết muốn ăn phải bỏ tiền ra chợ mua sân kho hợp tác xã từ sáng đã náo nhiệt như ngày hội mùi cá tanh không ngăn được hàng chục người đang trì trò phần thiệt hơn lũ rồi nhặng người thấy mùi kéo đến bu vỏ đông không kém cá mè đã tanh lại nhiều xương răm bởi vậy mọi người hay nấu canh cá với mè nếu thêm chút hành thì là cùng quả cà chua là có nồi canh cá xì sụp cả ngày nhà nào không nuôi mè có thể nướng quả dọc nấu canh để có vị thanh sang hơn chút nấu canh măng cho lạ miệng làm sạch cá sóc muối cẩn thận bà bồng cắt khúc cho vào niêu đất để kho mặt ăn dần một lớp cá được xếp một lớp riềng ở đáy niêu đã có lớp bã chè giúp cá không bị cháy sau khi tưới thêm mấy thìa nước hàng niêu cá được bà bồng kho bằng rơm nếp dù cá không ngon vẫn đưa cơm cho đỡ nhạt miệng mấy khúc đầu và đuôi cá được nấu canh chua ăn ngay ngồi trong niêu cá kho bà bồng nhớ lời mẹ mình hay nói trước khi lấy chồng. Hồi đó bà được căn dặn, khi xuất giá phải tào tần sớm hôm để làm sao, giàu ba bữa còn khó hai niêu. Nhớ lời mẹ mình, bà bồng dồn sức chăm lo cuộc sống. Những lúc chồng kiếm được, bà chắc chiêu từng đồng mang ra huyện mua vàng cất đi. Sau này cuộc sống khó khăn, nhưng ơn rời, gia đình chưa từng đứt bữa. Người quê hay nói, nhìn mâm cơm sẽ biết được sự đảm đang của phụ nữ dù rau trong vườn cá dưới ao hay gà trong chuồng nhưng người phụ nữ đàm sẽ khiến bữa cơm luôn được ngon miệng người phụ nữ đoảng sẽ khiến bếp hoang tàn khói lạnh bởi vì họ còn bận ăn quà từ đầu làng ra đến chợ và buôn chuyện ở đâu đó đi học về hoàn cho lợn gà ăn xong liền vào bếp cô bé hớn hở thông báo con được cử vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh u nhớ nấu sôi đỗ để con ăn lấy may nghĩ đến việc chồng bị kỷ luật ba bồng khẽ thở dài nói thì cũng được nhưng chắc gì có dài thôi chiều nay dọn dẹp nhà cửa đàn vịt ngày mai u sẽ bán sau đó xuất chuồng lứa lợn u nghĩ gom tiền lại khéo đủ mua thêm hai chỉ vàng Biết ù mình suốt ngày chỉ tính toán mua vàng. Mất hứng vì khoe tên vui không được hưởng ứng. Hoàn vội dọn mâm bát để ăn trưa, không đói. Buổi chiều không phải chăn vịt. Ngồi nhìn thoáng thấy bóng u mình đi về phía cuối đường làng. Hoàn nhíu mày suy nghĩ. Sau đó gọi em gái ra ngoài hiên nhà. Bắt em gái trong đàn vịt kèo có người vào bắt trộm. Hoàn đi bộ sang nhà cụ giáo thiền bởi việc thi học sinh giỏi quan trọng vì thế cô bé biết không thể đợi chờ vào mấy buổi phụ đạo ở trường muốn giành giải cao chỉ có sư phụ giúp được không đạp xe nên hoàn chui hàng rào cô bé đi lối vườn ồi cho tiện nhìn thấy nhà cụ giáo thìn cửa đóng then cài sợ cụ ngủ quên do trời xe lạnh hoàn nhặt chiếc cành cây khô rồi thò vào gạt chút cửa sổ ra khỏi đanh khuy qua cửa sổ, những hình ảnh trong buồng khiến hình tượng của sư phụ sụp đổ trong chốc lát. Hoàn mím môi bước lùi lại, rồi nhặt viên đá, dồn hết sức bình sinh, cô bé ném thẳng lên mái ngói nhà cụ giáo thiền, rồi bỏ chạy. Sau bữa đánh chén no say bên nhà cậu em họ, Lão Doãn khật khờ đi về nhà làm một giấc ngủ trưa. Dù sao, đây mới là khởi đầu cho những trận đánh chén lu bù từ nay qua tận rằm tháng riêng. Đất có lẻ, quê có thói, giống như lão doãn, đàn ông cả làng đều bận rộn với những buổi đánh chén. Nếu không sẽ nhạt tình anh em. Mặc cho tiếng pháo nổ ở khắp thôn xóm, lão doãn ngày Tết phải có chiếu bạc cùng mâm cỗ đầy tú hụ, chưa kể thêm vài chai rượu làng vân sồi tăm mới đúng hương vị chào xuân. Nếu không, coi như vứt. Bước vào những ngày cuối cùng của năm, lão doãn nhàn thân hơn trước, bởi đây là năm đầu tiên, lão không phải đi tết ai, vì lò gạch đã bàn giao cho xã quản lý, còn nhà ông chú họ đã từ mặt, sau đận hai bà làm dâu họ phạm vén quần trời nhau giữa làng. Vốn không phải là người cà nghĩ, lão thấy đỡ phải lụy người khác, hóa ra lại khỏe. Đường làng ngày Tết được quét dọn sạch sẽ. Đám trâu bò không còn tự do phóng uế như trước. Nhiều nhà tranh thủ còn thùng vôi đem ra quét nốt mặt tiền hoặc bờ rào cho kịp đón xuân. Không giống với sự náo nhiệt bên ngoài. Bước vào phòng khách rộng rãi nhưng im lặng đến buồn tẻ. Có lẽ vợ con lão lại đưa nhau ra ngoài huyện sắm Tết. Bởi vì những ngày này đồng tiền trong túi như có chân tự chạy vào các hàng quán chính mụ vợ lão mua sắm đủ thứ nhưng tối đến lại than cầm tiền như bị cướp giật veo cái đã tốn tiền trăm rồi lão doãn đưa mắt nhìn quanh mặc dù trước sân có cây quất sai trĩu quả, góc nhà có hai chục bánh trưng đang được ép ván gỗ đợi ngày thắp hương nhưng hóa ra mụ vợ đang ngồi co chân trên chiếc trường kỳ với bộ mặt khó đăm đăm chắc tiêu sạch tiền sắm tết nên bắt đầu ngồi tiếc rẻ về khoản này phụ nữ đều giống nhau, trăm người như một. Vừa nhìn thấy chồng thò mặt vào nhà, mụ hợi nói ngay. Cứ nghĩ đến cái bọn mất dạy đánh bà hai con chó, sau đó làm bẩn nguyên bể nước bằng một con chó khác, khiến tôi điên không chịu được. Nếu bắt được thằng nào, con nào, tôi sẽ xèo từng miếng thịt, dìm đầu nó vào hố phân, quyết không tha. Ở đâu ra cái loại thất đức như vậy? Chúng nó thấy nhà mình ăn nên làm ra, đâm ra ghen ghét bày trò phá hoại. Cầm chiếc ấm tích, lão doãn tu một hơi cho giã rượu. Thấy mù vợ suốt ngày nghĩ đến chuyện đó, lão bực mình nói. Trong lúc chưa tìm ra đứa nào, tôi thấy bà hãy lo dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Năm mới đừng có vác cái bộ mặt đứa đám tới nhà người ta. Khéo, lúc suối quẩy họ lại déo chửi cho mục mạng. Thói đời, ghen ăn tức ở à, lúc nào chẳng có, hơi đâu bận tâm làm gì. Tường rào tôi đã xây xong, mảnh thủy tinh vỡ cắm chi chít rồi, cổng sắt có khóa chắc chắn. Như vậy, bà kêu làm gì nữa? Nói nhiều, nó giặc người chứ báu gì. Đang cơn hằng, nên mụ hợi vẫn không chịu lép. Mụ kéo chồng lại thì thảo. Ông có nghĩ ra đứa nào ở làng mình Không. Lúc đầu tôi nghi lão nhanh Vì thằng cha đó thù ông nhất Tuy nhiên nghĩ đi Nghĩ lại tôi thấy chắc không phải Bởi lão đó còn bán sới Khỏi làng lâu rồi Hay ông gây thù chúc oán nhà nào Nói Để tôi cũng biết cách đối phó Lão doãn thần mặt ra Ở làng này Đúng là nhiều người có thể không ưa lão Nhưng thù oán tới mức chan tương đồ mè Rồi đánh bà chó phá hỏng bề nước ăn thì lão không nghĩ ra. Nhưng lão thấy gợi một điều không dám nói với vợ. Con bé thường phòng phao bị lão đưa vào nhà kho hợp tác xã năm nào. Có lẽ đâu vì chưa chồng lại chịu tiếng nhục, đâm ra quay ra thù hận rồi trả thù. Nhưng mà em đó bật vô âm tín lâu rồi. Nghĩ mãi, lão không đoán ra được kẻ nào có gan làm những việc đó. Cơm no, rượu say, tự nhiên moi trí nhớ gặp em thương khiến lão doãn bứt rứt trong người dù đang ghét mụ vợ hay nói nhiều tuy nhiên lão không nổi điên như mọi lần mà kiên nhẫn lắng nghe từ tai nọ sang tai bên kia thỉnh thoảng lão gật gù như tán đồng nhằm giữ hòa khí đợi mụ vợ nói xong lão doãn nháy mắt rồi chỉ tay vào trong buồng nói nhỏ vợ chồng mình làm bữa tất niên nhỉ còn đứa nào hãm hại kệ cha chúng nó Mụ hợi nguyết dài một cái Rồi cười khúc khích nói Nỡ mà Từ nay đến ba mươi Chắc đòi vài lần tất niên nữa không biết chừng Rượu bác kích Nốc cho lắm vào. Không đợi ngày ba mươi Để chờ những chuyến hàng Nhằm có thêm vài đồng mang về cho vợ con Sáng hai tám tháng chạp Sau khi giao thịt và xương cho các hàng phở Chuyến cuối cùng của năm Ông nhanh quyết định buổi chiều về quê luôn bởi năm nay nhà ông gói bánh trưng muộn vì thế ông muốn cùng vợ con gói và luộc nồi bánh trưng cho gia đình sum vầy đầm ấm nguyên do có chuyến về nhà sớm hai ngày con nằm ở việc sau khi cùng cô bạn vui thú trong khách sạn dù không nói ra nhưng ông nhanh vẫn hồi hộp không biết người phụ nữ có đậu thai như tuyên bố không buổi trưa ngồi ăn bữa tất niên sớm cùng gã dũng lơ tại hàng thịt chó ngoài hàm từ quan ông nhanh xúc động nói dù sao tôi phải cảm ơn ông đúng là họa phúc luôn đi cùng nhau sau đợt mất chức phó chủ tịch xã tôi tưởng đã chạm tới bước đường cùng ai ngờ có ông tận tình giúp sức nên tôi vượt qua được kiếp nạn đó rót thêm chén rượu cho bạn Gã dũng lơ thò tay bốc miếng thịt chó đưa lên miệng nhai một cách ngon lành. Vốn không thích sự hoa lá cành rờm đời, gã thích ăn bốc để cảm nhận vị ngon của thức ăn. Sau khi vặt mấy lá mơ lông ăn kèm, gã dũng lơ thản nhiên nói. Dân mình đã nghèo, còn hay mắc bệnh sĩ diện hão. Ở đời tôi chúa ghét thói khoai mẽ. Nhiều bố lót dạ nửa củ khoai, đói vàng mắt, nhưng bước ra khỏi nhà, y rằng miệng phải ngậm quét tăm. Chưa cần ai hỏi đã nhanh miệng, khoe vừa xơi cái sò lợn đấy tế xong. Gạ dùng lờ cho miếng chả chó vào mồm rồi nói tiếp. Mẹ kiếp, như tôi, xưa đi con xe lơ đẹp nhất trường. Sau khi cưa đổ em giáo viên mình thích, vì miếng cơm manh áo nên bán xe lơ sửa nhà, mua xích lô kiếm sống. Bố đứa nào dám khinh thường? Hồi mới gặp ông vác ba lô ra Hà Nội kiếm ăn, tôi đã khuyên ông quên ngay mấy cái chức bé tẹo như cái hạt vừng là thế thấy bạn nói chí lý dù không muốn uống nhiều để buổi chiều còn về quê nhưng ông nhanh vẫn cạn thêm chén nữa bằng một giọng đầy chiêm nghiệm ông nói ngay đúng rồi làm gì không quan trọng bằng làm người lao động chân chính nhìn quanh không có ai gã dũng lơ ghé tay ông nhanh hỏi nhỏ cho tôi hỏi thật nhé, thế người lao động chân chính đã hút được em gì cùng làng chưa? Sao việc quan trọng lại không thấy báo cáo tổ chức? Cuối năm, quán thịt chó bình dân có nhiều khách đến ăn, bởi theo quan điểm dân gian, món mộc tồn ăn dài đen cuối năm rất tốt. Trên thành phố không giống dưới quê, thèm thịt chó chỉ có cách là mang tiền ra hàng mua về hoặc ăn ngay tại chỗ. Dưới quê mọi nhà đều nuôi chó Vì thế những lúc có công to việc lớn Con chó nằm góc nhà chỉ kịp quẳng một tiếng Là thấy được nằm thui rơm rồi Sẵn có chút men rượu trong người Ông nhanh vênh mặt nói Người lao động chân chính húp xong rồi Chà nhé Ông nghĩ tôi là cụ lý đình dù hay sao Gã dũng lơ cười sàng sạc Rồi phán ngay một câu Bố khỉ Tẹo nữa chết ở chân phó lý làng văn xá đó thôi Ai rẻ, Bị lũ tiên chỉ chơi bẩn Nên kéo ngã Dìm xuống bùn Thôi Cạn nốt chén này Rồi làm bát bún ăn với sáo chó Tôi và ông chia tay Hẹn năm sau gặp lại Còn xe khách cũ nát Y ạch rời bến Kim Liên Những ngày cuối năm Trên nóc xe ngoài mấy chiếc xe đạp Còn có răm cành đào của ai đó mua về chơi Tết Đã có nhiều kinh nghiệm bởi thế trước khi có mặt tại nơi được mệnh danh, một mét vuông có chín chín kẻ móc túi như chợ Đồng Xuân, chợ Rời, ga hàng cỏ hay bến xe Kim Liên. Ông nhanh nhét toàn bộ số tiền kiếm được vào trong túi quần đùi. Vốn tính cẩn thận, do đang tháng cổ mật, sự cảnh giác cả đêm lẫn ngày đều như nhau. Không dùng kim băng như mọi khi, tối hôm trước, ông lấy kim trì rồi tì mần khâu cho kín lại. Để cho chắc chắn mặc chiếc quần đùi có túi tiền xong trước khi ra bến xe về quê ông nhanh mặc thêm chiếc quần đùi nữa sau đó mặc chiếc quần bộ đội cũ ra ngoài với sự bảo vệ chặt chẽ như vậy ông biết đến thánh trộn sẽ phải trao thua chưa kể bọn manh động còn dùng dao lam chuyên rạch túi để mổ hàng do đi chặng ngắn nên ông nhanh chủ động đứng gần cửa lên xuống bởi ngày tết xe chỉ dừng không quá một phút đã chạy thậm chí xe chưa dừng hẳn người phụ xe đã kéo khách lên hoặc đẩy khách xuống cho nhanh đứng chen chúc cùng hành khách ông nhanh cảm nhận có một bàn tay vừa lướt nhanh ở túi áo cùng hai túi quần của mình biết những ngày mốc túi thường đi theo nhóm vài đứa như vậy bọn chúng nó truyền cho nhau chiến lợi phẩm một cách dễ dàng ông nhanh hắng giọng nói vu vơ tết này đói giạc người tiền đâu mà nhét túi đem về con xe khách bắt đầu giảm tốc độ Đi chậm chậm Cậu phụ xe hét to Ai văn xá xuống luôn Không đợi dục lần thứ hai Ông nhanh vội lách qua mấy người đứng sát cửa Rồi nhảy xuống đường Người phụ xe đập mạnh vào thành xe làm hiệu Ngay lập tức Con xe tăng tốc lao nhanh về phía trước Không vội vã qua đường để về làng Ông nhanh bước qua đường tàu Ghé vào quán nước Gọi cho mình một chén trà nóng Bắn xong điếu thuốc lào, ông nhanh thong thả cười bộ quần áo bộ đội nhào nát. Ở bên trong, ông đã mặc sẵn chiếc quần gabardine tô châu cùng áo sơ mi trắng, nhìn lịch sự hơn cán bộ huyện. Quà Tết mua về nhà được ông ôm khư khư trước ngực suốt thời gian trên xe. Ngoài gói bánh quy gai xốp vừa ra lò, đắt giá nhất là gói mì chính thần thánh. Sửa này do mì chính hiếm, vì thế ở quê thường mua theo gói nhỏ được bọc trong màu báo cũ. Mỗi gói dùng được cho vào canh hai bữa là hết. Biết khi nhìn thấy gói mỹ chính cánh, bà vợ sẽ rú lên vì vui sướng. Bởi thế, món quà Tết này còn có ý nghĩa hơn là cành đào Nhật Tân. Bởi đào dù đẹp, chỉ bay được vài ngày Tết là vứt bỏ. Như vậy, quá phí phạm, lại không cần thiết. Ngày rời làng, ông nhanh chọn lúc trời còn chưa sáng tỏ mặt người. Khi bước chân đi, cảm giác lén lút như kẻ ăn trộm. Bởi thế ông thấy nhục nhã và xấu hổ, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Đã bốn năm trôi qua, giờ đây ông tự tin về làng trong tư thế ngẩng cao đầu. Bởi như cụ vương thân đã nói, thiên hạ cười ba ngày, ba tháng, chứ không ai cười ba năm. Để cho những kẻ ghen ghét phải ngậm miệng, ông nhanh cầm túi mì chính trên tay, không cần để trong ba lô, với hàm ý khoe khéo ngắm lại trang phục, tự thấy mình chìn chu hơn cả chủ tịch xã. Ông nhanh thong thả bước qua cổng làng quen thuộc. Còn vài ngày nữa đến Tết, tiếng giao thất chặt xương, tiếng giã giò vang lên khắp nơi. Nhà ai đun nồi nước lá mùi già, thoảng bay trong gió. Bấy nhiêu thôi, đủ khiến cho người xa quê, lúc quay về thấy bồi hồi sao xuyến. Không còn cảnh buồn bã lo âu vì cuộc sống khó khăn, giờ đây mọi nhà đều lo gói bánh trưng ngà lợn với tâm thế năm tới sẽ may mắn hơn đúng như ông nhanh dự đoán gói mì chính cầm trên tay như thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn ông thấy con mẹ duyên vợ lão minh đi ngược chiều nhưng vẫn ngoái đầu nhìn một cách lạ lẫm còn một đoạn đường ngắn nữa về tới nhà ông nhanh ghé quán nước bà thìn để nghỉ chân uống nước Ngồi ở đây, ông thu nhặt được mọi thông tin trong thời gian mình đi vắng, còn việc ông cầm gói mì chính sẽ được nhiều người biết tới nhờ hệ thống loa mồm. Sau hai chén nước, ông nhanh nắm được những tin tức chính từ việc mụ tám bỏ làng ra Hà Nội làm thuê đến việc nhà lão Doãn phát hiện con chó chết thối trong bể nước mưa. Tin quan trọng nhất, ông được bà Thìn kể lúc chuẩn bị đứng lên. Đó là cô mạng trạm trường y tế hiện nay bụng đã lùm lùm dù chưa thấy qua lại với ai ở làng này hai lò gạch của lão doãn hiện do ủy ban xã quản lý cầm tiền do ông nhanh vừa thanh toán bà thìn tấm tắc thức thời như ông phó chủ tịch xã hóa lại tươm giờ làm gì cũng hanh thông mọi việc ngày tết nên cụ giáo thìn bận rộn hơn rất nhiều bởi như thông lệ hàng năm cụ vác chiếu ra sân đình ngồi nhờ cửa thánh để ban chữ cho thiên hạ dạo trước nhìn cụ mặc áo the khăn xếp viết chữ nho mấy ông cán bộ ủy ban dăm lần bày lừa tới ngăn cản bởi họ cho rằng đó là tàn dư của chế độ phong kiến thực dân chưa kể cụ là con út của tránh mận tuy nhiên sau này thấy việc cho chữ là nét đẹp truyền thống ngày như tại thủ đô Hà Nội, mọi người vẫn viết và tặng nhau chữ của Bậc Thánh Hiền. Vì thế, bên ủy ban không làm khó cụ nữa. Thậm chí mấy ông cán bộ xã thời trước hay ý kiến. Giờ đây mỗi đận Tết đến xuân về, họ là người đến xin chữ sớm nhất. Quanh việc xin chữ của mấy ông cán bộ xã, có nhiều giai thoại. Không ai khác, bà Thìn là người chuyên khẩu. Dịp gần Tết năm ngoái, ông minh trước khi về hưu có gia đình làng xin một chữ về treo ngày tết cụ giáo thìn vốn có nhiều duyên nợ với ông cựu chủ tịch xã bởi từ ngày còn làm phó chủ tịch ông minh luôn đà phá tàn dư chế độ phong kiến chính ông minh từng gọi cụ giáo thìn ra ủy ban xã rồi đập bàn quát tháo việc viết mấy chữ tàu trong khi biên giới phía bắc đang bị quân bành trướng xâm lược năm ngoái không cần ông minh nói nhiều cụ giáo thìn phóng bút viết tặng hai chữ tâm và chữ đức. Nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa, không những vậy, cụ giáo thìn còn áp chuyện vào, khiến tờ giấy trang kim sang hơn hẳn, làm cho Minh vô cùng hãnh diện, lúc cầm tờ giấy đi dọc đường làng. Sau này, có ai hỏi về ý nghĩa của hai chữ, cụ giáo thìn khẽ nói, Người nào thiếu gì, tôi viết tặng cho chữ đó. Câu chuyện cuối cùng đến tai bà Duyên, dù tức điên, nhưng chữ tâm và chữ đức treo trong nhà suốt mấy ngày Tết. Ai tới nhà cũng đều khen, nên há miệng mặc quài. Bà Duyên nói với chồng, Đúng là bọn học chữ tàu quá thâm nho. Lần sau, ông đừng đi xin chữ nữa, để người ta chui vào mặt mà không biết. Đúng là nhục. Dù việc viết chữ không đem lại thu nhập, nhưng cụ giáo thìn muốn níu giữ nếp xưa cho phong tục của làng, bởi cụ tin khi cuộc sống khấm khá hơn, lúc đó đúng như câu nói, phú quý sinh lễ nghĩa, biết đâu nhiều nhà sẽ rước chữ của bậc thánh hiền về thờ, hoặc họ đặt làm những bức đại tự hay hoành phi câu đối, trang trí cho nhà từ đường của dòng họ. Nhiều lúc, ngắm bức đại tự có chữ Đức lưu Quang ở gian thờ, Cụ giáo thìn khẽ thờ dài Vì con cụ đã không may vắn số Như thế chữ đức đâu còn lưu lại đến đời sau Hồi cải cách ruộng đất Bức đại tự đã bị những người bần cố nông tháo xuống Họ đem làm ván ngăn chuồng lợ Hai bức hoành phi được làm ván cầu ao Sau này cụ giáo thìn phóng bút Viết lại chữ đức lưu quang Để ngay gian thở Dù diện tích khiêm tốn nhưng giống với nếp nhà xưa. Cố viết thêm vài chữ, cụ giáo thìn buông bút nằm ngả lưng cho đỡ nhọc. Đúng như người ta hay nói, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Dạo này gân cốt của cụ bắt đầu lòng lèo và đau nhức, còn chân tay bắt đầu run, mặc dù cụ vẫn dùng cao hổ cốt loại tốt. Tất cả nguyên nhân có lẽ là do làm tình quá sức, gây ra nông nỗi nghĩ đến cảnh đi gặp tổ tiên không người chít khăn tang mặc áo xô vốn uyên thâm về nho học nên cụ giáo thìn thấy đau lòng nỗi đau mà bậc thánh nhân đã nói rõ sự tuyệt từ tuyệt tôn là phạm tội bất hiếu với tổ tiên chính vì thế khi cụ thậm thụt cùng người tình kém nhiều tuổi được cụ giữ kín như bưng nếu chưa đậu thai chẳng may việc lộ ra sẽ bung bét hết sống gần trọn đời người với bao thăng trầm. Cụ giáo thìn không ngại miệng lưỡi thế gian, bởi người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Điều cụ lo sợ nhất chính là những cái loa mồm. Họ sẽ khiến cho người tình, nếu mang giọt máu của cụ, biết đâu vì quá khiếp hãi lại hòng mất thai. Trong khi vào tuổi xưa nay hiếm, cụ không còn nhiều thời gian để làm lại. Tiếng pháo nổ đi đồng khiến cho mọi người cảm nhận rõ cái tết đã gần ngay cửa nhà nhà. Cụ giáo thìn nhầm tính Nếu năm đinh mão nhà cụ có quý tử Đó sẽ là phúc ấm do tổ tiên để lại Đang miền man theo dòng suy nghĩ Bất chợt có tiếng nói ngay phía trên Cụ viết cho con xin một chữ được không? Theo thói quen Cụ giáo thìn ngồi dậy Trình trang lại trang phục rồi hỏi Ai muốn xin chữ gì nhỉ? Từ sau so lưng cụ, con bé Vương Hoàn đang ngồi vắt vèo trên bờ tường nói ngay con xin chữ hù hóa, biết ngày còn dành là thủ phạm ném vỡ mất năm viên ngói nhà mình, cụ giáo thì nén giận nói: tôi dạy chị không thiếu thứ gì, chị trả ơn bằng cách đó sao? như vậy là đồ mất dạy, mau cút cho khuất bắt tội. biết sư phụ có đang giận mình chuyện hôm trước, tội ném vỡ ngói, sau này bình tâm nghĩ lại, hoàn thấy mình vô lý đùng đùng bởi quan hệ với ai là việc riêng của cụ giáo thìn hà cớ gì nó phải bận tâm sau khi lúng búng nói lời xin lỗi vì tính trẻ con hoàn rất sợ cụ giáo thìn sẽ tuyệt giao không cho nó bước sang nhà khi đó ai sẽ là người truyền thụ kiến thức uyên thâm chẳng nhẽ vẫn học vẹt đến thuộc bài rồi lấy điểm trên lớp đối với hoàn việc đó không quá mất công nhưng nhàm chán không biết cụ giáo thìn nói những gì để cảm hóa đứa học trò bất trị ngay buổi chiều hôm đó Vương Hoàn vác chiếc nóc vung bằng nhôm ra đứng phía ngoài Dùng chiếc đũa cà gõ mời bà con vào xin chữ Ngồi trong sân đình nhìn ra bên ngoài Cô giáo thìn khẽ lắc đầu vì sự ẩm mỹ như phường tuồng của con bé Nhưng cụ biết Nó không có ác tâm Bởi thế cụ quyết định xí xóa tội lỗi cho cô học trò cưng của mình Trên đường quay về nhà Cô giáo thìn bị Vương Hoàn hỏi nhỏ Vậy là Nếu cụ của em bé nó phải gọi cháu bằng chị Hay cháu phải gọi nó bằng cô Bực mình vì tính tọc mạch của con bé Cụ giáo thìn cau mày Cốc đầu rồi nói Bậy nào Ít tuổi nhưng nó vào hàng chú rồi Cô nào ở đây Nói không biết sự mộ Nhìn quanh không thấy ai Hoàn vẫn cố hỏi thêm Hôm nay hay ngày mai Có làm món rượu mận tất niên không cụ Thầy cháu mấy lần sơi hụt món ngon vì thế dịp này cháu muốn đãi một bữa ra trò Được lời như cười tấm lòng Vị thần bà liền dặn dò đệ tử Đợi khuya Rồi ghé qua nhà bà thìn bên thôn trung nhặt chó Còn tứ đốm béo mẫm Vì thới sơ vào dịp tất niên là hợp lẽ Kệ mụ đó ngày mai ra quán nước lu loa khắp làng khắp xóm Vương Hoàn gật đầu Nói một cách quả quyết Cụ yên tâm Lần này cháu không mang thả vào bể nước nhà ai Nằm hết tết đến Vì thế cần phải giữ hòa khí Gắp cho chồng miếng lườn gà Ba Duyên thở dài Con trai ông không biết làm vương làm tướng gì Mà kêu chiều ba mươi sẽ về Nhìn cảnh nhà người ta sum họp đoàn viên Nhà này nhõn hai vợ chồng già Biết thế ngày đó tôi tháo vòng đè thêm vài đứa vật một tí nhưng tiện công nuôi ông suốt ngày kêu là cán bộ phải gương mẫu trong sinh đẻ có kế hoạch giờ thấy thiệt chưa ông mình từ ngày về hưu thường ngồi bó gối trong nhà bởi lúc đương chức mất lòng nhiều người vì thế ông thỏ mặt đi đâu họ liền mát mẻ dăm câu ba điều may lắm còn gì gặp anh em họ phạm vào mấy kỳ dỗ họ trong năm Tuy nhiên, các cụ nói, dâu giữ mất họ không sai. Kể từ dạo, vợ ông chửi nhau tay đôi với con mụ hợi. Đám anh em họ phạm tỏ thái độ lạnh nhạt, trông thấy. Cuối cùng, ông không còn chỗ để ngồi lúc trà dư tiểu hậu. Mấy ngày gần Tết, cô con gái xin bán bưởi lấy vốn riêng. Con trai bận ăn tất niên nhà bạn gái. Do vậy, hai ông bà lùi thôi nhìn nhau mãi phát chán. Dạo này, Mọi khoản quà biếu hay bồng lộc giờ không còn. Đồng lương hưu eo hẹp, khiến nhiều lúc ông bà phải tiêu lẹm vào khoản đề dành. Ông Minh ngậm ngồi, lương hành chính sự nghiệp vốn thấp. Giờ về hưu nên hụt trước thiếu sau. May còn mấy sao vườn cùng đôi lợn nên cầm cự được. Nói về đồng lương hưu không đủ sống, ông than thở cùng vợ. Ây <laughs> Tôi có ông bà, trước làm ở tin nông nghiệp. Giờ về hưu chán trăm gà nuôi lợn, ông ấy xin chân bảo vệ ở trường học. Hiện nay, cơm nêu nước lọ một mình, nghĩ đến tội. Nghe nói trên Hà Nội, mấy ông bộ đội phục viên, từ cấp quý đến cấp tá về, đều ra bám vỉa hè, làm đủ nghề kiếm sống. Bà Duyên suy nghĩ một lát, rồi sau đó mách chồng. Dân làng mình vốn thuần nông, họ thích trông vào chỗ bờ sôi ruộng mật, nhưng làm ruộng như đánh bạc với ông rời, vài năm lại bị thiên tai mất mùa. Theo tôi nghĩ, ông vừa về hưu nên tiếng nói vẫn còn được nề trọng. Dù sao thì cậu thắng chủ tịch xã vẫn còn đương trước, Ông tranh thủ xin một suất đất gần chợ. Sau này trên huyện làm đường liên thôn chạy thẳng ra thị trấn, nhà mình nằm ngay trục chính. Khi đó vợ chồng mình mở răn hàng bán túc tắc còn hơn chán vạn làm ruộng. Ông mình thấy ngại ngần, bởi khu đó là đất thổ canh, hiện nay xã chưa có chủ trương chuyển đổi từ đất canh tác sang đất ở. Bà Duyên biết tính chồng liền thúc giục, cậu thắng vẫn hàm ơn ông vụ cất nhắc, đợi tới lúc đứa khác ngồi vào ghế chủ tịch xã, nó chẳng biết ông là ai nên xin gì đều khó. Nghe vợ nói qua nói lại Cuối cùng ông Minh thấy cần nhờ vả một phen Lần đầu tiên Ông phải xách túi quà sang nhà người từng là cấp dưới của mình Nhưng ông thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo Đợi khi trời tối hẳn Ông Minh dắt xe máy khỏi nhà Chạy ra xóm bãi Nơi nhà ông chủ tịch xã Đào Minh Thắng Vừa được xây cất khang trang Sau vài năm làm lãnh đạo một xã thuần nông Trong khi bà con dân làng mài đánh chén và nghe nhà nào đó bật mấy bài nhạc vàng đón tết các vị trường thôn chủ nhiệm hợp tác xã bí thư đảng ủy chủ tịch xã và phó chủ tịch xã đã âm thầm chia nhau những suất đất nằm ngay mặt con đường liên thôn trước khi bước sang năm mới những toan tính đã được vạch ra được thực hiện kín với nhau đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã gồm cả cựu lẫn tân đều nắm trong tay những thông tin đáng giá giàn lãnh đạo đi tắt đón đầu xu thế mở cửa nền kinh tế. Có lẽ câu đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đúng trong hoàn cảnh này. Ông Minh là cựu quan chức cùng lão Doãn và cụ giáo thìn, được góp mặt vào phút chót trong bản danh sách kín như bưng đó. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết sự có mặt của nhau trong bản danh sách trước khi mọi thủ tục được hợp thức hóa bằng nghị quyết của tập thể. Dù chưa đến ngày 30 tháng chạp, nhưng thấy trời hửng nắng sau một tuần lạnh giá, cụ giáo thìn đun nồi nước mùi già để tắm tất niên. Bởi người già như cụ, một tuần chỉ tắm một lần nhằm giữ gìn sức khỏe. Mở tủ, chọn bộ khăn đóng áo dài màu huyết dụ có theo họa tiết chìm. Nó không giống với bộ áo the khăn xếp đơn giản cụ hay mặc mỗi khi cho chữ ngoài sân đỉnh. Mặc bộ này, nhìn cụ oai phong không kém gì thân phụ của mình ngày xưa là cụ tránh mặt đứng trước bàn thờ chắp tay khấn vái tổ tiên họ Nguyễn, cụ giáo thìn kính thỉnh liệt tổ liệt tông về ăn Tết cùng. Sau đó, cụ cầu xin ơn trên phù hộ độ trì, để năm đinh mão, cụ được đón nhận một thành viên mới. Vốn không mong con mình thăng quan tiến chức, không muốn con đắm chìm trong giàu sang phú quý như kẻ trường già học làm sang trốn làng quê, cụ giáo thìn đã chọn cái tên Nguyễn Gia Đạo với hàm ý nhắc nhở con cháu phải biết giữ đạo nhà. Dòng họ Nguyễn nhà cụ tường bên bờ tuyệt tự, tuyệt tôn. Ai ngờ, vào lúc hoàng hôn cuộc đời, cụ đón nhận tin vui bất ngờ. Sở dĩ cụ giáo thìn tự tin lần này sẽ có con trai, bởi ngày xưa đi học, cụ là người tinh thông, nho, y, lý, số. Lần đầu tiên gặp người tình của mình, cụ không vội vàng lao vào ngấu nghiến như đám thanh niên không dồn sức hưởng lạc như cánh trung niên ở tuổi sắp mãn dục. Bằng kinh nghiệm sống quá nửa đời người, thay vì cởi bỏ quần áo của người tình, cụ cầm bàn tay phải của cô ta rồi bắt đầu xem chỉ tay trước đã. Thông thường, trên một bàn tay sẽ có ba đường cơ bản, gồm đường sinh đạo, đây là đường số mệnh của mỗi người, đường trí đạo là đường học hành, đường trí tuệ, đường tâm đạo là đường tình cảm, đường tình duyên của mỗi người dưới ánh nắng chói chang hôm đó cụ giáo thìn yêu cầu người tình nắm tay lại ngay lập tức các đường nhỏ này sẽ hiện lên rất rõ ràng đó chính là đường sinh con khi phát hiện ở tay người tình có những đường ngang dài đậm và sâu cụ thờ phào sung sướng bởi đó là dấu hiệu người tình sẽ sinh bé trai tất nhiên để biến ước mơ thành hiện thực ngoài món thịt chó truyền thống Vị thần bà của làng văn xá còn dùng cao hồ cốt cùng một vài loại thuốc tráng dương bổ thận khác. Nghĩ đến cảnh sắp tới, không phải ăn cơm lẻ loi một mình. Cụ giáo thiền phấn chấn, thổi bát gà hầm sâm cho nguội. Cầm chiếc thìa xúc cho người tình miếng thịt đã mềm tơi, bằng một giọng âu yếm, cụ dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ. Ăn đi em, món này tốt cho hai mẹ con. Trong lúc người tình ngồi ăn thôn thút, lâu lâu cụ giáo thìn lại đưa tay lên xoa bụng bầu rồi nói chuyện với thai nhi. Ngày xưa, cha là người đầu tiên của cả tổng đậu bằng diplom. Sau này con hơn cha là họ Nguyễn có phúc. Ăn xong bát thịt à hầm sâm, người tình đã được cụ giáo thìn gọt lê ăn tráng miệng. Được người tình già phục vụ tận tình chu đáo bằng một giọng tình cảm người phụ nữ mang bầu ớm ở hỏi nhỏ hôm nay mình có dưỡng thai không anh cụ giáo thiền lắc đầu hốt hoảng nói em phải biết tiết chế nhớ động thai rồi lại khổ người tình của cụ bưng miệng cười khúc khích nhưng giai đoạn này em có nhu cầu dưỡng thai hơn món gà hầm sâm bưng chiếc bát xuống dưới bếp cụ giáo thiền không biết rồi đây sẽ chăm vợ trẻ con thơ dại như thế nào bởi cảnh cha già con cọc không hiếm Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời như cụ Lại cực hiếm Đứng tần ngần một lúc Cụ nhớ lại câu kiều Đường xa Nghĩ nỗi sau này mà kinh Dọn dẹp xong mọi thứ Cụ giáo thìn đổi sang Mặc bộ áo the khăn xếp giàn dị Trước khi cắp tráp gia đình Cho chữ thánh hiền Cụ hấp hái động viên người tình Em yên tâm Sang năm hai mẹ con sẽ được ở nhà ngay mặt đường, sau này người buôn bán nhì nhàng cũng dư tiền để sống, không phải cắm mặt vào mặt ruộng để chân dính phèn làm gì?